À, xin chào tất cả các anh em và các bạn. Hôm nay 18 tháng 9 mình tiếp tục lên clip mới ha. Thì cũng như mọi khi ha, mình giới thiệu với anh em một số máy khoan và bán vít hàng bãi nội địa Nhật đã qua sử dụng. Thì mình bán hôm nay là đa số là thân máy vỏ pin nha. Anh em mua về thì phải đóng pin lại mới sử dụng được. Còn cái tình trạng hoạt động của máy mình sẽ test rõ từng con trên video. À, có những con lỗi thì mình thanh lý, rồi giá thanh lý nó sẽ rẻ hơn như bình thường. Rồi thì anh em chốt máy thì anh em nhớ là mình mua thân máy vỏ pin về mình đóng pin lại mới sử dụng nha. Rồi anh em thấy mình test nó hoàn chỉnh trên video, anh em về hỏi sao mà về nhà là thử không chạy là không được nha. Anh em cố gắng xem video và nghe và nhìn cho rõ sản phẩm nha. Rồi bây giờ mình báo luôn là cái hình thức mua bán của mình. Khi anh em chốt máy thì anh em cọc cho mình một con máy là từ 50 tới 100 thì mình sẽ gửi hàng. Thì con máy nào mà giá trị cao thì anh em nếu mà chuyển khoản đủ thì mình sẽ bao ship từ 400 trở lên, mình sẽ bao ship. Rồi thì anh em chốt máy thì anh em vui lòng gửi cho mình cái thông tin ha, còn có số điện thoại, địa chỉ, tên tên người nhận nha, số điện thoại. Rồi mình xin phép vô chi tiết luôn. Thì đầu tiên mình cũng còn mấy cái đầu chuyển khoan ha. Đây là những cái đầu chuyển khoan ha. Anh em gắn vô cái máy bấm vít, anh em gắn vô máy bấm vít ha. Thì đây là cái bắn vít, đầu này là đầu bắn vít ha. Anh em gắn cái này vô, kết nối lại thì nó sẽ chuyển thành một cái máy khoan, coi như là chúng ta sẽ sử dụng thêm thêm một cái chức năng khoan. Đó, thì cái đầu sắt này là cái đầu tháo máy của Nhật nha, hàng Nhật đàng hoàng. Đó, nó đã qua sử dụng nhưng mà còn rất là ok ha, kẹp mũi rất là chắc. Thì một cái đầu như vậy là sẽ có một cái khóa đi kèm để anh em mở đầu, thì anh em sử dụng kẹp khoan khoan tường, khoan bê tông. Thì cái đầu này là xài cho mấy cái loại này là ok nhất ha. Còn đầu nhựa mà để chuyển khoan mà đầu nhựa như thế này thì anh em làm việc nhẹ một chút ha. Đầu nhựa thì làm việc nó nhẹ một chút, tại vì mình dùng búa, cái lực búa của cái bắn vít này mình nó đập hơi là cái tự động nó nhả mũi ra. Còn khi cái đầu sắt này nó kẹp thì nó có khóa này, nó khóa rất là chắc đó, nó tiện cho chúng ta làm những cái việc nặng chút. Thì cái đầu gì mình bán 100k nha, có kèm khóa đó, còn mấy cái thôi. Đầu nhựa thì mình bán 70k nha anh em, đầu nhựa này 70k cái cũng là hàng tháo máy nha, chứ không phải hàng mới bây giờ nha. Nó đã qua sử dụng ha, đồ còn chất lượng cao. Rồi, rồi như phần cái phần này phụ kiện đi kèm ha. Rồi đầu tiên là mình thanh lý một cái xác máy ha, không chạy nha anh em. Nó còn cái đầu bộ số với lại cái motor, nhưng mà mình test thì lúc chạy lúc không, test cắm điện vô thì mình thử mình xoay cái trục của motor thì lát nó chạy lát không. À, mình thanh lý nguyên cái cụm gì ha, đó không có bể vỡ gì hết nha. Cái vỏ máy thì bình thường chỉ mất cao su thôi, đầu thì ok, đầu còn sử dụng ok, đầu kẹp 13 ly ha, autolock ha, với lại cái motor anh em về kiểm tra ha, nghiên cứu thêm. Nguyên cụm này mình bán 150k nha. Nha, không có cò ha, chỉ có đầu hộp số giờ motor. Thì motor mình báo là nó chạy chập chờn ha, qua hồi chạy qua hồi không. Rồi cho qua số 1 nha. Rồi số 2, số 2 là một con khoan khoan bot 9.6, tình trạng thì cũ ha, đầu kẹp 10 ly đó. Con này thì không có điều tốc, mất điều tốc, để mình test nha. Rồi kẹp dây test ha, con này là cái máy 9.6 nha anh em, không có vỏ pin luôn ha, cái xác không, coi như là mình bán cho anh em là bán thanh lý nha. Cái xác máy gì ha, 100k đó, là con này chạy nha.
À, bóp phải chạy rồi. À, đảo chiều chạy luôn ha. Đó. Rồi đảo kẹp nè. Bắt chưa còn luôn ha. Đó, ra vô bình thường ha, đầu nhẹ luôn. Rồi. 100k ha, cho anh em về nghiên cứu chế cháo đồ. À, mình kẹp dây bình mình xài tạm cũng được ha anh em. 9.6 ha, 9.6 chứ không phải 12 đâu nha. Nhưng mà mình cắn 12 mình chạy bình thường ha. Cắt trượt. À, đầu không kẹp. Cắt trượt bình thường ha. Rồi, đây là mã số 2, 100k. Mã số 3. À, 230k. Một con khoan của Makita 14.4. Thì con này mình sẽ test luôn. Và con này cũng là dạng một cái dạng lỗi nha anh em. Mình cũng giá thanh lý luôn nha. Nhìn tóc. Ở chiều. Có nhanh chậm ha. Cấp trượt ha. Được nghe nè hoàng. Con này gần như là bình thường, chỉ có lỗi một cái là cái cấp nhanh chậm cho nó chỉ ăn có một đầu một cấp thôi. Một cấp nó bị tuột, anh em về có thời gian nên nghiên cứu lại ha. Đó, nó ăn cấp này là cấp số 1, cấp tua chậm nha. Rồi khoan thì dặn hết qua, chúng ta vẫn khoan bình thường ha. Đầu không kẹt ha. Đó, khi mình để chức năng khoan thì chúng ta cầm nó không được đâu nha. Nó sẽ chạy thẳng luôn, nó không có cấp trượt. Rồi chúng ta chạy về bình thường thì nó sẽ có cấp trượt. Đó, qua cái tua là nhanh. Đó, vẫn quay nè. Đó, khi mà quay cầm lại là nó đứng yên luôn. Nó tuột nhông á, nó tuột cái cấp chỗ này nè. Anh em về coi chỉnh lại chỗ cái này. Mình có làm sao mà thấy không được thôi, thanh lý luôn cho rồi. Đọc ha. À. Qua đây. Gọi như là cái cấp chậm á, cái cấp số 1 của nó là chạy bình thường ha. Anh em về mà không biết sửa thì giữ nguyên đi, để xài một cấp thôi cũng ok ha. Máy thì chức năng các chức năng khác thì hoạt động ok hết. Đảo chiều. Rồi con này là 14.4 ha. Vỏ pin ha, vỏ pin nó lớn ha, 14.4. Thân máy vỏ pin 230k. 230k ha. Rồi cho qua con số 3 nha. Cái con số 4. Số 4 là một con bắn vít. À, bắn vít của Đài Loan ha. Đầu cứng không có rơ ha. Đó, con này mình chỉ có thân máy thôi nha anh em. Thân máy thôi. 12V. Tốc. Đảo chiều. Rồi. Thân máy ha, không có vỏ pin nha anh em. Lúc này máy nó giá lên cao anh em mà có điều chỉnh chút đỉnh ha. Anh em coi có ưng ý thì chốt máy ha, chứ cũng thông cảm tại vì bây giờ là máy giá lên cao lắm. Thằng máy nha, thằng rời nha anh em. Thông tin máy đây. Impact driver ha.
Con này mình lên đế mà guitar mình chơi cũng rất là ok anh em ha. Rồi 130k thân máy. Mã số 4. Mã số 5. Cũng một con mắng vít nữa ha. Đây là cái hiệu của nó nha. Nè, thông tin máy bên đây. Đó. Thì hình thức con này còn mới ha. Đầu cứng không có rơ ha. 12V. Rồi tắt máy nha. Cái này nó có để cộng trừ nha anh em chú ý nha. Nè, cộng ở trên ha. Trừ ở dưới. Rồi tắt máy. Tắt. Đảo chiều. Rồi máy full chức năng nha. Thân máy không nha anh em, thân máy không, 150k. Tem nhãn ha, cao su còn nguyên dạng hết ha, chỉ hơi chạy chạy chút đây thôi. 150k thân máy nha. Số 5. Rồi số 6 cũng là bán thân máy luôn nha, một con khoan Blackacre 12V, cũng là 150k thân máy luôn nha. Đầu kẹp 10 ly ha, có 22 cấp trượt, 1 cấp khoan. Đầu kẹp 10 ly, đầu nhẹ ha. Rồi để mình kẹp dây mình test luôn. Rồi điều tốc. Cái bình của mình nó hơi yếu nè, mà chạc rồi nó cũng yếu. Đảo chiều, đầu ra vô bình thường ha. Rồi cấp trượt. Rồi thân máy 150k ha. Cái này không có vỏ pin, mình cũng đang nhờ bạn, một người bạn lấy giùm cái vỏ pin mà không biết về kịp không. Thì giờ trước mắt là mình bán cái thân máy cho anh em ha, còn mà nếu có vỏ pin nữa thì mình cộng vô 30k nữa là xong ha. Máy full chức năng nha anh em. Rồi con này là số 6, 150k. Rồi số 7. Số 7 là một con khoan nữa của Ryobi. Con này 7.2 ha. 7.2. Đây là cái thông tin của máy ha. Đầu kẹp 10 ly. 5 cấp trượt và 1 cấp khoan ha. Có nhanh chậm ha, nhỏ mà nó có nhanh chậm luôn nha anh em. Đầu kẹp 10 ly, đầu xịn sò ha. Đó, đầu nhẹ. Rồi kết máy. Con này là bóp là chạy ha, không có điều tốc. Nguyên bản của nó là vậy nha. Pin là hơi yếu. Cái này như tôi chậm quá. Tôi nhanh nè. Mở lên tua nhanh thì nó chạy lại ha. 7.2 nha. 7.2 mà chạy cái gì là cũng khá lắm, cái motor nó lớn lắm nha.
Đây là cấp số 1 ha. Đảo chiều ở đây nữa ha, đảo chiều. Rồi. Máy full chức năng nha. Thân máy vỏ pin 150k. Anh em xem lại ngoại hình nha. Máy khá đẹp ha. Tem nhãn đầy đủ. Rồi 150k số 7 nha. Rồi, số 8 là 800k. Một con khoan bê tông của Hitachi ha. Con này dòng này 12V rất là tiện dụng, nhỏ gọn nhưng mà khỏe ha. Rồi, hình máy thì còn rất đẹp. Tem nhãn đầy đủ luôn nha. Hai chức năng. Một là chức năng khoan và một chức năng là búa. Rồi búa này là cái dòng này là búa hơi nha anh em, búa bê tông nha. Đó, hàng chính phẩm của nội địa Nhật luôn nha. Cái dòng này là nội đồng có đá bền, chúng bền luôn, mấy cái dòng này bền lắm. Tem mát và đầy đủ hết trơn ha. Tay vịn nè. Đó. Đầu thì sử dụng đầu gài ha. Rồi, test máy. Bê tông mà chơi mấy cây này là gọn lắm nha anh em, rất là gọn nhẹ ha. Mà hiệu quả lắm. Hết pin, chịu nổi. Rồi. Ok, mới sạc lại sơ sơ cái cho nó thử máy cho nó trơn tru anh em. Rồi, cái này là đầu gài ha. Anh em gắn mũi. Gắn mũi anh em chọt kéo cái chụp nhựa này xuống ha. Rồi, bỏ cái mũi vô. Cho nó chạy cho anh em xem ha. Cái mũi tên chỉ cái mũi khoan này ha. Rồi nó chạy êm. Nó không có giọng búa ha. Rồi xoay mũi tên xuống cái phần cây búa dưới đây ha. Thì nó sẽ giọng búa. Có điều tóc đàng hoàng anh em ha. Điều tóc ngon lành ha. Thử búa cho anh em xem luôn ha. Đây anh em ha. Đảo chiều mà. Bê tông cũng không cần đảo chiều làm gì anh em á. Nói chung là chức năng nó đầy đủ. Rồi anh em coi lại màn hình nha. Này là pin, thì pin thử máy thì của mình. Con này thì chưa có đóng pin ha. Anh em có đóng pin thì liên hệ mình luôn. Đó. Em coi lại màn hình máy ha. Máy đẹp đó nha anh em. Lúc này kiếm mấy máy mà nó liền lạc gì cũng hơi khó ha. Rồi giá là thân máy vỏ pin nha, 800k thân máy vỏ pin. Lấy mũi rồi kéo bắt đầu xuống lấy rồi nhẹ nhàng. Rồi cho qua con số 8 nha. Con số 9 là một con bắn vít của Ryobi ha, 14.4. Hình thức thì hơi cũ ha. À, cái này là anh em thợ chơi vừa nè. Giá mềm, đầu cứng không có rơ lắc ha. Thân máy vỏ pin, cái này còn cái vỏ pin nữa nha.
cái vỏ trống nha, đó, nó còn cái chân mạch trong đây, nên em gắn được 4 xeo ha. Rồi test máy nha. Rồi test máy, chịu tốc. Đảo chiều. Búa. Xúc dây. Cái này mình chỉ test sơ cho anh em xem thôi nha, tại kẹp dây kiểu này mình không đánh nhiều được. Máy full chức năng nha anh em. Thân máy vỏ pin. Thân máy vỏ pin ha. Anh em về đóng pin mới dùng được nha anh em. Đóng pin lại mới dùng ha. Ba 350k mã số 9. Máy số 10. Số 10 là giá là 450k nha. Đó, con này là mã nó là EZ 7000. Dòng này là sử dụng hai dòng điện nha. Hai dòng điện. Đầu kẹp Autolock 13 ly. Cấp trượt là có 18 cấp trượt, một cấp khoan. Hiện tại thì cái máy này nó còn cái đốt, cái đốt này là cái đốt để sử dụng điện. Khi anh em không có pin thì anh em kẹp điện 100 ha. Anh em lưu ý là điện 100, điện 100V. Đó, anh em về mua cộng dây điện là mình nối vô đây mình sử dụng ha. Đây giờ nó còn cái cùi thôi. Để mình kẹp dây mình thử nha. Rồi bây giờ mình kẹp dây điện vô ha. Kẹp điện nha anh em, luôn nhớ lưu ý là điện 100V nha anh em. Này cẩn thận nó giật nha. Rồi bây giờ là mình test chức năng máy cho anh em xem ha. Đây là phần điện nha. Cái cò này nó hơi dơ. Nó đi tóc ha. Miếng kẹp chắc chưa, sao bằng điện dập dờn vậy ta. Cái cò này nó dơ nha anh em. Lúc đầu mình thử là mình thấy có cái dấu hiệu là cái cò dơ. Rồi, con này mình tính sao? Con này là phần điện là nó hoạt động nha. Phần điện hoạt động mà dấu hiệu là cái còi dơ, tại lúc mình có thử ở ngoài đó thì nó chạy bình thường. Rồi tới thử phần pin.
Đây, mình chọc pin vô mình thử cho anh em xem ha. Pin thì nó chạy có một bên thôi, điện thì lúc mình thử thì nó chạy hai bên. Đó, bây giờ là cái này là xác định là cái cò dơ ha, anh em về vệ sinh lại, vệ sinh lại cái cò hoặc than của nó. Qua đây nó chạy bình thường rồi. Con này sử dụng pin 12V nha, nhanh chậm nè. Thì là bên điện nó chạy hoàn chỉnh ha. Chạy hai đảo chiều hai bên rồi mình nghiêm chỉnh hết. Điều tốc thắng đảo chiều ok hết, mà sao giờ điện dây điện nó sao không biết. Đó, này nó chạy có một bên thôi. Rồi. Rồi, tình trạng máy như là trên video mình đã test ha. Đó. Mình giao qua máy cho anh em là thân máy và cái cùi điện ha. Đó, giá bây giờ thì mình sẽ điều chỉnh lại do cái bần điện nó hơi chập chờn, nhưng mà mình bảo đảm với anh em là nó chạy hoàn chỉnh ha, chỉ có nó dơ cái gì trong đó thôi. Mình chỉ giảm 50k cho anh em ha. Đó, 400k. Đó, là mã số 10 ha, mã số 10 400k. Anh em về tự vệ sinh tự làm ha. Tem thì cũng dập rồi, đầu thì bình thường ha, đầu nhẹ. Nó đầu kẹp 13 ly ha, cấp được ha, nhanh chậm rồi chạy bình thường ha, nhanh chậm ok ha. Đảo chiều thì bên điện theo mình thử trước là nó ok, mà bây giờ sau là nó không biết, nó dây điện sao không biết. Đó, thì mình đã giảm giá cho anh em là 50k, con này cho nó nhanh, 400k mã số 10. Thân máy với vỏ pin ha, thân máy với cái đế điện, không có vỏ pin nha. Con này chỉ bán máy với lại cái đế điện, thì anh em đa số anh em là có vỏ pin rồi ha, anh em về anh em sử dụng. Rồi, tiếp theo là mã số 11, 160k, một con bắn vít 12V của Đài Loan. Đó, ngoại hình máy gì ha, máy còn khá đẹp, đầu cứng không có rơi lắp ha. Chân pin dơ nha, để mình chùi lại. Rồi, ép máy nha, giờ tóc. Chiều rồi, máy full chức năng nha, thân máy vỏ pin 160k. Rồi, cho qua số 11 nha, số 12 là một con khoan của Black Decker ha, dòng này là 7V2 nha anh em, 7V2, máy có 5 cấp trượt, 1 cấp khoan, đầu kẹp 10 ly, máy cũng nhỏ gọn ha, chắc không nhỏ lắm nên em, sát nó bằng muốn bằng cây 12, chỉ có cái vỏ pin nhỏ thôi. Rồi, test máy nha. Đó, nó chạy, đang chạy pin 12 cho nên tua nó hơi nhanh ha.
đầu kẹp người luôn ha. Đảo chiều đảo chiều rồi cắt trượt. Chạy pin 12 cho nên nghe tiếng máy nó dữ ha. Rồi thân máy dỡ pin nha. Thân máy dỡ pin một con khoan của Black Decker 140k 7.2 nha anh em. Rồi một con nữa của Nati 150k, dòng này là 9.6 nha. Con này là 9.6 ha, thân máy dỡ pin luôn. Máy thì mất tem ha, còn khá tươm tất anh em. Đầu kẹp 10 ly ha, đầu kẹp 10 ly. Rồi test máy. Con này là không có điều tốc ha, bóp là chạy thôi. Đảo chiều. Cắt trượt nhẹ ha. Rồi, tăng lên rồi. Đó, đầu kẹp 10 ly nha. Qua cấp nhanh nè. Rồi, thân máy vỏ pin. Mã số 13 150k 9.6 ha. Cái vỏ pin này anh em về lên 12V là chạy vô tư ha. Dòng Nati này xài rất là trâu anh em ha. Có cũ với xài máy Nhật rồi xài ngon lắm ha. 14 là bắn dít của Nati 12V luôn. Mã của nó là EZT mấy đây? 600, EZT 600 nha anh em. Đầu cứng không có rơ lắc ha. Rồi test máy. Đảo chiều. Con này không có thắng nha. Rồi thân máy vỏ pin. Một bắn dít 12V của Nati, thân máy vỏ pin 230k. Rồi một khoang 12V của Nati, mã là một EZT 108 khoang nha. Đầu kẹp 10 ly 18 cấp trượt, một cấp khoang, giá 250k. Kết máy. Dòng này không có điều tốc nha anh em, bóp là chạy thôi. Đảo chiều. Đầu kẹp 10 ly. Rồi máy full chức năng nha anh em. Rồi anh em coi lại màn hình ha. Rồi số 15 là 250k nha. Rồi số 16 là một con Nati ha, Nati 7.2. Đó. Con này cũng còn khá ok ha. 7.2. Giá 150k ha. Rồi test máy luôn. Con này motor lớn lắm nha.
nguyên bản của nó cũng là không có điều tóc, bóp nó chạy thôi. Đầu kẹp 10 luôn. Mình đang thử pin 12 cho nên nó chạy khá mạnh ha nè. Đảo chiều. Cú chậm quá. Đầu kẹp ha. Nó cái dòng bể bên hai nó làm cái mũi nhỏ thì nó kẹp rất là khít ha, nên coi cái đầu của nó ba cái cháu kẹp rất là khít. Đảo chiều. Cấp số 1 của nó nè. Nhẹ ha. Rồi, thêm máy dở pin. Đó, anh em coi lại ha. Coi lại máy. Thêm máy dở pin 150k ha. Rồi, giờ rồi mình giới thiệu với anh em được 16 cái sản phẩm ha. Anh em xem có ơn ý sản phẩm nào thì liên hệ với mình số điện thoại là 05838 19402, Zalo mình cũng xài số đó luôn. Rồi sau cùng xin chúc anh em cùng gia đình thật nhiều sức khỏe ha, công việc làm ăn gặp nhiều thuận lợi và thành công ha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại trong video sau.